Chúng ta là phàm phu, cái quả báo chúng ta nắm vững trong tay là tam đồ đấy chứ vậy. Nhưng nhờ cái pháp hộ niệm này mà chúng ta vượt qua cái tam đồ ác đạo, vượt luôn sáu đường luân hồi trở về Tây Phương, chỉ nhờ cái lòng thành tâm chí thành chí cái niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là ý lại ta giỏi để ta về Tây Phương. Nhớ nhé chư vị, nhất định đừng bao giờ ý lại cái lực lượng của mình mà thách đố với chư vị quảng thân trai chủ. Đừng cho rằng một đời này tu hành mà mình có thể thách đố với nghiệp chướng đã tạo ra trong vô lượng kiếp nhé chư vị. Nhất định đừng sợi, phải dùng cái lòng thành này theo đại nguyện của Đức A Di Đà mà mình được vượt qua núi nghiệp trở về Tây Phương Cực Lạc, thành đạo vô thượng vậy. A Di Đà Phật.